Quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Audio xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đài của Sharp GS-TV3. Hôm nay lại tiếp tục về tại cửa hàng Nguyên Audio. Cách đây 2 tuần về trước thì Nguyên Audio cũng bán một chiếc như thế này, nhưng mà màu đỏ. Thì cũng đã có quý khách ở thành phố Yên Bái cũng đã đến cửa hàng mua và giao lưu tại cửa hàng Nguyên Audio. Và hôm nay thì về thêm một chiếc màu trắng sữa nữa quý vị nhé. Màu trắng sữa thì hàng cũng rất là hiếm, màu của nó cũng hiếm đấy, cũng không có nhiều đâu, nó chỉ có hai màu thôi, một là màu trắng sữa, hai là màu đỏ thế thôi. Hãng GS-TV3 này thì người ta chỉ sản xuất hai màu thôi quý vị nhé. Chiếc đài sát TV3 này thì nó cũng rất là độc đáo và hàng đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm. Nó chạy một đĩa than đây quý vị nhé. Đây ạ, trên cái khay đĩa than này thì mặt Mica thì nó có luôn cả tem đây ạ, sáp GS-TV3 đây. Chạy một đĩa than to này quý vị này, đĩa than này thì nó chạy được hai loại đĩa 33 và 45. Và tí nữa Nguyên Audio sẽ test đĩa 33 quý vị nhé. Và nó chạy hai băng cassette. Hai cửa băng cassette đây thì quý vị. Đây là hai cửa băng cassette này. Tất cả thì đều hoạt động hoàn hảo và có thêm radio. Radio AM, FM và có cả tivi luôn đây quý vị nhé. Có vi tinh chỉnh bát chép để chúng ta chỉnh nhạc theo sở thích của quý vị. Và loa thì là loa hình vuông. Loa hình vuông. Có một cái chỉ màu hồng để tạo cái điểm nhấn cho cái chiếc đài này thêm đẹp hơn. Và chiếc đài này thì chia làm 3 phần riêng biệt. Một phần ở giữa và hai bên là hai bên loa quý vị nhé. Tất cả thì hoạt động rất là tốt và rất là mới. Hàng cho anh em chúng ta sưu tầm cũng không về được nhiều đâu. Và cửa hàng Nguyên Audio cũng vẫn bán bằng chiếc đài lần trước. Đó là Nguyên Audio đang bán với giá 16 triệu đồng. Mọi nhu cầu thì quý vị liên hệ cho Nguyên Audio theo hai số điện thoại là 0988 036 068 hoặc kết nối Zalo số 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test mọi chức năng hoạt động của chiếc đài Sharp GS-TV3 này. Đầu tiên thì Nguyên Audio sẽ test đĩa than nhé. Đĩa than trước quý vị nhé. Cái đĩa than này thì nó rất là độc đáo và nó rất là hay. Hay ở cái điểm là kim của nó là kim tự động. Thì quý vị và các bạn chúng ta mở thì chúng ta bấm play này. Kim của nó sẽ tự động nó chạy vào. Tự động nó chạy vào quý vị nhé. Và khi quý vị không sử dụng nó, chúng ta bấm stop thì kim nó sẽ tự chạy ra. Nguyên Audio đang test đĩa than, đĩa thanh tuyền. Và chiếc đĩa than của Việt Nam ta sản xuất này thì đang có giá 1.450.000 đồng. Vừa sử dụng chúng ta có thể vừa đậy được cái nắp này vào cho nó tránh bụi bẩn này bay vào. Ta dí xít tốt thì kim nó sẽ tự đưa ra nhé. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test là hai cái cửa băng cassette. Cửa băng số 1. Tiếng thì rất là hay quý vị ạ. Tiếng rất là sáng và rõ và chi tiết. Về mang niềm đau, anh xót xa nhiều thương cho
tình mình không chọn. Tình hợp rồi tan, tan hợp như làn mây. Một người ra đi, một người ôm sầu nhớ. Mới bước vào yêu, đã khổ trong tình mình. Tiếp theo là cửa băng số 2 này. Vừa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chúng tôi mà hóa chia tôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của chờ thấy lòng như rớt giữa hồ. Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mơ. Đêm chập chờn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh lúc xưa nơi sân trường. Radio sẽ test radio quý vị nhé. Tuy nhiên là radio đấy, để thuế em. Thì chúng ta biết cũng là phổ biến. Vậy thì văn bản đã quy định thì cơ quan thuế cũng cần phải có những cái biện pháp để quản lý thuế được. Thưa lý, ví dụ như lúc nãy có một chị bán hàng, chị nói rằng là nguồn hàng này là chị từ nhập khẩu hoặc là chị mua. Lúc đêm mờ ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chiều mà đậm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng. Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Rất là hay đúng không quý vị? Đó là rất là hay luôn. Về đây đêm giá lạnh vẫn nghe.
Nguyên Audio xin được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip test tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn.